đi khám phá cái rừng cao su Bạc Ngàn ở Bầu Bàng. Cái đường phía trước nè, đó là quốc lộ 13 này. Hướng về hướng này thì đi về thành phố Hồ Chí Minh, hướng ngược ra nào là đi Bình Phước. Địa phận ở đây là địa phận của Bình Dương. Đây là cái viện nghiên cứu cao su à. Đó, nó viện nghiên cứu cao su này. Rồi cái này là bắt đầu đi vô trong cái rừng cao su này. Để máy không được cứ đau chứ. Phía ngoài này không phải có cây cao su đâu ha, phía ngoài này không phải. Đây phía trong này bắt đầu tới cây cao su này, mấy cái cối, mấy cái cối, mấy cái mộ, cái cốc này người ta họ đựng để cây cao su này to dữ ta, này cũng mấy chục năm rồi chứ không phải ít. Cây cao su này mà trồng từng từ từ nhỏ mới tới lớn tầm khoảng cái năm số năm, năm số năm này ủ ở con kiến này nó bu nó cắn mình liền rồi, năm số năm này thu hoạch được. Ủa cái mũ nó cứng nhanh nhất. Mũ này mới mới cạo nó thơm lắm, để lau nó hôi, để lau nó thú ẩm. Cái này ước chừng cho con cũng mấy chục năm rồi chứ không phải ít. À, đây cái vách người ta là cạo. Nên là mấy cái cốc, mấy cái hũ hũ bàn hũ bàn xanh, bàn sứ. Là sử dụng xong ấp nó lại chứ không để nước vô, ấp nó lại quá trời cay, quá trời. Nên là như tới không tới mùa thu hoạch hay sao kệ ta. Buồn dây nhách này, cái này đúng cao su luôn, đúng cao su luôn. Này cái này cũng mới lái, cái váy cái cắt còn cũng còn mới. Ủa nó hầu âm à, nó dài nhất. Bên kia là cái viện cao su, trong này toàn ba cái cây sạc cừ được không, đủ thứ loại. À, đi vòng vòng vô cái này coi. Đây mang hờm đi thấy khiếp quá. Hồ xử lý nước.
này bằng đây bằng hơi mà đi mấy cái vô mấy cái rừng cao su này dễ bị ăn trộm ăn cắp cướp giật. Như cái chỗ này, như ngay chỗ cái chỗ thu hoạch cao su đêm gì đây, nó có xe bồn này. Xe bồn chở mũ thì phải. Cái biển cao su này cũng khá là rộng, từ từ túc ở ngoài kia vô tới trong này luôn. Trong này toàn mấy cái cây to không. Trong cái đường này á, ngay chỗ cái viện này trên đây nó còn còn thấy thấy đông đúc vui đây, chứ đi qua mấy cái rừng cao su mà thật sự rừng cao su kìa thấy mới ớn. Ra vô tới nhà nè, vô tới nhà dân nè, vô mới khiếp. Mấy cái chỗ đó không dám đi đâu, ớn lắm, nó heo hút. Này không đáng kể, tại cái đầu núi. Đi xuống thêm phút nữa coi cái gì. Ờ cái gì anh pha cái gì đó. Giống như gỗ dán ép mà. Mà giống dán ép đi coi thử. Ừ. Cái này dạng như dán ép mà, ép từng miếng là thành ra một tấm cái dán lớn. Nay cây không đều đó, cây to chà bá, cây chí siêu. Ra đây quốc lộ 13.